Hello everyone. My name is Nguyễn Đức Ái Nhật. I'm from Phú Bài High School. It's nice to be with you on this program. Cô chào các em. Cô tên là Nguyễn Đức Ái Nhật. Cô đến từ trường Trung học Phổ thông Phú Bài. Hôm nay cô rất vui được đồng hành cùng các em trong chương trình này. Như các em đã biết, thể thao có một ý nghĩa rất là quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Nó không chỉ giúp chúng ta rèn luyện sức khỏe, tăng cường thể lực, trí lực mà còn tạo niềm vui và động lực cho cuộc sống. Và thể thao cũng chính là chủ đề của bài học chúng ta ngày hôm nay. Nào, cô trò chúng ta cùng khởi động nhé. You are going to watch a video clip and answer the question. The question number one, what kind of sport is it? The second, where is it played? And the third, do people play it in a team or individually? Are you ready? Now, look at the screen and watch the video clip. Nin explains the rules of water polo. The object of the game is for your team to score more goals than the opposing team. Water polo is a game played by two teams of 14, with seven players taking to the pool at any one time. They consist of one goalkeeper and six field players. To score a goal, a player must throw the ball into the goal. These goals are 3 metres wide and 0.9 metres above the surface of the water. The pool is a maximum of 30 metres long and 20 metres wide and is a minimum depth of 1.8 metres. There is a red line 2 metres away from the goal, an amber line 5 metres away from the goal and a midline in the middle of the pool. I'll explain what these lines are for later. The game starts with a ball in the middle line of the pool. Once the referee blows the whistle, both teams will swim for the ball and try and take possession of it. You can pass the ball directly between teammates in any direction and swim with the ball by pushing it in front of you. Field players can only hold the ball with one hand, and the idea is to pass the ball to a teammate and set up in a position to be able to throw the ball into the goal. You have to be quick though, as once your team has possession of the ball, you have up to 30 seconds to shoot the ball. Failure to shoot results in the other team being awarded the ball. The opposing team will try and stop you by blocking the ball in the air, intercepting the ball, or trying to move you out of position so that they can get the ball. They will try and take the ball away from you so that they can score themselves. The game is played in 4 8-minute periods. Okay, now let's check the answers. The first question, what kind of sport is this? You can see it clearly. This is water polo. And where is it played? It's played in a pool, surely. And the last question, do people play it in a team or individually? People play it in a team. Vậy, chúng ta vừa mới xem xong một video về môn bóng nước. Và để giúp cho các em hiểu rõ hơn về bài học này, chúng ta sẽ vào bài mới. Cô đề nghị các em chúng ta sử dụng sách giáo khoa, giấy và bút để chuẩn bị ghi chép nhé. Now, our lesson today is Unit 12, Water Sports, Lesson Reading. Now, first of all, let's learn some new words in the passage. Now, everybody, look at the screen, please. Now, the first picture, what are you doing? They are playing checks? Yes. In life, there may be a couple of friends, but in this situation, they are opponents. Now, opponent. How can you say it in Vietnamese? Đối thủ và đối phương. The second word. Now, you can look at his hand. Here. It is acceptable in sport? No, it isn't. This is a foul. So what is its Vietnamese equivalent? Lỗi vi phạm. Now the next. Who can tell me the synonym of punish? That is penalize. Penalize is the synonym of punish. And phạt is its Vietnamese meaning.
em có một cấu trúc penalize somebody for something, có nghĩa là phạt ai về việc gì. Now the next word. Look at the picture. Who is he? He's a referee. That's right. And pay attention to the red card on his hand. Yeah. For example, when you are playing football, you see the red card. What does it mean? It means you are ejected by the referee. So the new word here is eject. What does it mean? Đuổi ra ngoài. It is Vietnamese meaning. And the last word. We have one example. Each team scored 2 goals and the game ended in a tie. Mỗi đội ghi được 2 bàn thắng và trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, trận hòa. So here, tie means trận hòa. Okay? And now, listen and repeat after me, please. Opponent, opponent, foul, penalize, penalize, eject, tie. It's okay for you? Now copy down, please. And now, it's time for us to check the new words. On the screen, you can see column A and column B. What are you going to do now? You are going to match the words in column A with their meanings in column B. Now, 30 seconds for you to do this task. Okay, let's check. Now the first word, opponent. Opponent. So opponent is someone who tried to defeat another person in a competition. Như vậy, lúc trong trường hợp này chúng ta hiểu được định nghĩa của đối thủ là gì? Đó chính là người mà cố gắng đánh bại một người khác trong một trận đấu. Now the second word, penalize. What does it mean? Penalize means punish a team or player who breaks the rules. The next word, eject, means make someone leave a game. Okay? Is it clear for you? Number 4, foul, means an action in sport that is against the rules. Như vậy lỗi sai đây chính là một cái hành động trong thể thao mà nó chống lại với luật, thì người ta gọi đó là lỗi vi phạm. And the last word, tie, is a situation in the game when two teams have the same score. Trận hòa chính là một cái tình huống trong một cái trận đấu mà khi hai đội chơi có cùng một tỷ số hòa. Như vậy qua hoạt động này, các em nắm được nghĩa cả tiếng Việt và nghĩa tiếng Anh của những từ này. And now, you are going to read the passage. Open your book at page 129 and 130. First of all, I'd like you to do the task number 1. Đối với hoạt động này thì các em chú ý, đây chính là hoạt động số 2 trong sách giáo khoa tiếng Anh 12 hệ 7 năm trang 130. Chúng ta hãy lật sách để cùng nghiên cứu bài tập. Now, there are 5 sentences. And now, you complete the following sentence using the information from the passage. Before doing the task, we are going to listen and read the passage. Now, open your book, please.
Unit 12, Water Sports. Part A, Reading, page 128. Water polo is played in a pool 1.8 meters deep, 30 meters long, and 20 meters wide, with a goal 3 meters high and at least 0.9 meters above the water. The goal is marked by vertical posts, a crossbar, and a net. There are 7 players per team, 6 swimmers, and a goalie. The home team wears white caps, the visiting team blue ones, and the goalies wear red caps with the number 1 in white. Like football, the game begins with the ball in the center of the pool, and both teams sprint for it from their own goal lines. The ball can be advanced by passing with one hand or swimming with the head above the water and the ball between the arms, so it rides on the wave created by the swimmer's head. No player except the goalie can hold the ball with both hands. Defensive players are not allowed to interfere with the opponent's movements unless the player is holding the ball. Major fouls are penalized by 1 minute in the penalty box, and a player is ejected after committing 5 personal fouls. For minor fouls, such as holding or punching the ball, a free throw is awarded from the spot of the foul. At least 2 players must touch the ball after a free throw before a goal can be scored. A game is divided into quarters, ranging from 5 to 8 minutes in length. After a tie, there are 2 overtime periods of 3 minutes each. If the game is still tied after the overtime periods, 2 teams continue to play 3-minute overtime until the referee's decision is made. Okay, now let's check. Number 1. Water polo is played in a pool, dash deep, dash long, and dash wide. Now, look at paragraph number 1. Các em có thể nhìn thấy rất rõ ở đoạn số 1. Môn bóng nước được chơi trong một cái hồ bơi sâu 1,8 m, dài 30 m và rộng 20 m. So, it's very easy for you to have the answers. Water polo is played in a pool 1.8 meters deep, 30 meters long, and 20 meters wide. Now, the second. In paragraph 2, we can see it clearly. The home team wears white caps, and the visiting blue ones, and the goalies wear red caps with the number 1 in white. So here, we have the answer. Các em đã có câu trả lời đúng chưa? Và cô chúc mừng những bạn nào mà có những câu đáp án đúng ở cái hỏi này. Ở câu 2 này, thì chúng ta thấy rằng là đội nhà được thể hiện trong bài đọc hiểu rất rõ. Đội nhà, đội mũ màu trắng, đội khách đội mũ màu đỏ, màu xanh, cô xin lỗi, và những thủ môn đội mũ màu đỏ với số 1 màu trắng. Now number 3, both teams spring for the ball from dash. Now, look at paragraph number 3. Như bóng đá thì là trận đấu được bắt đầu với trái bóng nằm giữa trung tâm của hồ bơi, và cả hai đội từ phía cái vạch khung thành của họ sẽ bơi nhanh đến với quả bóng. Như vậy, chúng ta có đáp án như sau. Both teams spring for the ball from their own goal lines. Is okay? Now the next. Now look at paragraph number 5. Đối với những cái lỗi bóng, những lỗi nhỏ, chẳng hạn như là
giữ hoặc là đấm bóng thì một quả ném tự do sẽ được thưởng từ cái điểm phạm lỗi. Vậy đối với câu số 4 của chúng ta nào. For minor fouls such as holding or punching the ball, a free throw is awarded for the other team. Is it right? Now the last task. A game is divided into quarters ranging from. Now, in paragraph 6, we can see it very clearly. A game is divided into quarters ranging from 5 to 8 minutes in length. Như vậy một trận đấu được chia thành 4 hiệp. Mỗi hiệp có thời gian từ 5 cho tới 8 phút. So here, 5 to 8 minutes. Okay? And now, we move to the next activity. You are going to read the text again, and then choose the best option to answer the question. Now, there are 5 questions here. 1. How many members are there in the water polo team? A. 6. B. 7. C. 10. And D. 12. Now, number 2. Where is the ball when the game starts? A. In front of the pool. B. Behind the pool. C. To the left of the pool. And D. In the center of the pool. Question number 3. Which players are allowed to hold the ball with both hands? A. A defensive player. B. The referee. C. The goalie. And D. An opponent. And number 4. What happens to a player who commits 5 personal fouls? A. He is praised. And B. He is given a yellow card. C. He is awarded a free throw. And D, he is erratic. And now the last question, what is the bad title of the passage? A. Minor fouls in water polo. B. Water polo and football. C. Water polo and its rules. And D. Penalties in water polo. And now, there are 1 minute for you to read the test again and do this task. Now, let's start. Okay, the time is up. Now, let's check. Number 1. Ở câu hỏi này có nghĩa là gì? Có bao nhiêu thành viên trong mỗi đội chơi của môn bóng nước? Chúng ta có 4 phương án. Vậy, các em hãy nhìn vào đoạn số 2. Có 7 người chơi cho mỗi đội, 6 người bơi và 1 thủ môn. Vậy chúng ta dễ dàng chọn đáp án B. 7 members in a water polo team. Number 2. Where is the ball when the game starts? Trái bóng nằm ở đâu khi trận đấu diễn ra? Phương án A nằm ở trước bể bơi. Phương án B nằm phía đằng sau cái hồ bơi. Phương án C nằm phía bên trái hồ bơi. Và phương án D nằm ở giữa hồ bơi. Vậy chúng ta hãy nhìn vào đoạn số 3. Như bóng đá, trận đấu bắt đầu với một quả bóng ở trung tâm của hồ bơi. Vậy thì chúng ta dễ dàng có phương án đúng, đó chính là D. In the center of the pool. Ok. Now, question number 3. Những cầu thủ nào được phép giữ bóng bằng hai tay? Chúng ta có 4 phương án. 1. Defensive player. Trong bài có nhắc tới từ này. Defensive player có nghĩa là một hậu vệ. The referee, trọng tài. The goalie, thủ môn. Và swimmers, là người bơi. Vậy thì chúng ta xem thử là trong đoạn văn số 3, người ta đã ghi rất rõ.
No player except the goalie can hold the ball with both hands. Các em chú ý cho cô động từ except. Động từ này nó có nghĩa là ngoài trừ. Không một cầu thủ nào ngoài trừ thủ môn có thể giữ bóng bằng hai tay. Như vậy chúng ta thấy đáp án của chúng ta chính là câu C, the goalie. Number 4. And now question number 4. Điều gì xảy ra với một người chơi khi họ phạm 5 lỗi cá nhân? Phương án A, anh ta sẽ được tuyên dương. Anh ta sẽ được khen ngợi. Phương án B, anh ta sẽ được nhận một cái thẻ vàng. Phương án C, anh ta được thưởng một quả ném tự do. Và phương án D, anh ta bị trục quyền thi đấu, tức là bị đuổi ra khỏi sân. Vậy chúng ta xem đáp án chúng ta sẽ là gì. Now look at paragraph number 4. At the end of the paragraph, you can see it's very clearly. A player is ejected after committing 5 personal fouls. Ejected. Ở đây người ta dùng hình thức bị động. Các bạn thấy rất rõ. Như vậy anh này bị trút quyền thi đấu. Anh này bị đuổi ra khỏi sân. Okay. Now, take notes please. And the last question. Câu hỏi số 5. Which is the best title of the practice? Đây là một câu hỏi rất quen thuộc, thường được sử dụng trong các cái bài kiểm tra đọc hiểu. Và đặc biệt trong các đề trung học phổ thông quốc gia thì đây là một câu hỏi rất là phổ biến. Và về cái kỹ thuật để chúng ta làm câu hỏi này là có khác so với 4 câu hỏi ở trên. Đối với 4 câu hỏi trên, các em sẽ nghiên cứu từng đoạn một, từng chi tiết nhỏ để trả lời câu hỏi. Nhưng riêng đối với câu hỏi này, muốn biết được một cái tiêu đề tốt nhất của đoạn văn, yêu cầu các em phải đọc thông suốt từ đầu đến cuối bài. Và chúng ta tổng hợp ý để lấy được cái tiêu đề đúng nhất của đoạn văn. Phương án A, những cái lỗi nhỏ trong bóng nước. Chúng ta sẽ dùng cái phương án loại trừ trước. Những lỗi nhỏ trong bóng nước thì các em đã thấy trong bài chúng ta từ đoạn số 1 đến đoạn số 6 chỉ có ở một đoạn nhỏ nói về những lỗi nhỏ. Chúng ta loại luôn phương án D. Bởi vì ở phương án D, những cái phạt, quả phạt đền trong bóng nước cũng chỉ là một điểm nhỏ trong một cái đoạn văn. Chúng ta không thể lấy nó làm tiêu đề chính của đoạn được. Phương án B và phương án C. Đối với phương án B, bóng nước và bóng đá, thì quả thật trong bài có nhắc đến bóng đá một lần. Đó là sự giống nhau giữa bóng nước và bóng đá ở chỗ là khi mà trận đấu diễn ra thì trái bóng nó ở giữa sân bóng hoặc giữa bể bơi và các cầu thủ bơi đến. Đó là cái điểm giống nhau của bóng nước và bóng đá. Nhưng chúng ta không thể lấy đó để làm tiêu đề được vì nó chỉ được nhắc đến ở một đoạn mà thôi. Vậy phương án C, bóng nước và những cái quy tắc, những luật chơi của nó. Từ đoạn 1 đến đoạn 6 các em thấy rất rõ, người ta đề cập rất rõ đến tất cả những cái quy tắc trong chơi bóng nước. Vậy nên đáp án đúng nhất của chúng ta lúc này đó là water polo and its rules. Cô xin chúc mừng những bạn có những đáp án đúng cho câu hỏi này. Để kết thúc bài học, chúng ta có một hoạt động game để thư giãn và giúp các em biết thêm một số những cái từ vựng mới về các cái môn thể thao ở dưới nước. Okay, that's a quiz. And the next question is what kind of sport? Okay, now listen to my instruction. There are 4 questions in this game. And what are you going to do? You have to look at the picture or listen to my cue to guess the name of the water sport. Is it right? Now, the first question. Look at the picture and choose the correct sport. Now everybody, look at the screen. On the screen, we have 4 options. Option number 1, scuba diving. B, water polo. C, rowing. And D, synchronized swimming. Now, choose the correct sport here. A, B, C, or D? And the answer is synchronized swimming. Đây chính là môn bơi nghệ thuật, một môn thể thao rất phổ biến
trong ngành thể thao dưới nước, bởi vì ở đây thể hiện được cái hình thức biểu diễn rất là nghệ thuật ở dưới nước của các nghệ sĩ, và các em cũng đã nhìn thấy rất nhiều trên truyền hình. Ok, chúc mừng những em đã có đáp án đúng. Now, question number two. Look at the equipment here, equipment, and choose the correct sport. Equipment here, I mean, trang thiết bị. Ok, now, we have four options. Now, look at the screen. What is it? It's a board. Ok, it's a board. And it's a cell. So, which sport needs these things? Windsurfing, rowing, scuba diving, and canoeing. What is it? Now think carefully and choose the best option. Okay, that's it. Windsurfing. Đây là một cái môn lướt ván buồm. Một môn rất là phổ biến ở các nước phương Tây. Now, the first question. Here, you have to listen to my cue. Listen to my cue and choose the correct sport. We have four options: football, badminton, swimming, and scuba diving. Now listen. Listen to me, please. This sport is played in a pool. It helps children stronger and taller. What sport is it? Now listen again. This sport is played in a pool. It helps children stronger and taller. What sport is it? Các bạn đã đoán ra được câu trả lời chưa? Nào, chúng ta có bốn môn: bóng đá, cầu lông, bơi lội và môn lặn có sử dụng bình dưỡng khí. Now, let's check. Okay. Bơi ở hồ bơi. That's right. That's it. Swimming. Okay. Congratulations to you if you have the correct answer. And the last question. Đây chính là môn bơi lội. Now, the last question. Look at the equipment and name the sport. You name the sport here. Okay. Now, equipment. Now look at the screen. Is it wet suit, yeah, fin, mask, or air tank and regulator? So they are equipments for what sport? Can you guess? Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, now the answer is. Câu hỏi này cũng đã kết thúc phần bài học của chúng ta ngày hôm nay. Qua bài học ngày hôm nay thì các em nắm được một số những cái từ mới về các cái môn thể thao ở dưới nước. Đồng thời các em cũng biết được rõ cái quy tắc để chúng ta luật lệ trong cái bộ môn bóng nước, và các em phát triển được cái kỹ năng đọc. Đó chính là cái mục đích của bài học ngày hôm nay chúng ta. Về nhà, cô yêu cầu các em ghi nhớ tất cả những từ vựng mới. Viết một đoạn văn ngắn về một cái môn thể thao mà em yêu thích. Bài học chúng ta kết thúc ngày hôm nay. Now, thank you for your attention. Goodbye and see you again.